là cái me của nhà mình là cả nhà. Cái me này thì thường là mình lấy lá để nấu canh chua rất là ngon. Cái vị của cái lá canh chua đó, mình đi bằng lá me này nó không có bị gắt, chua gắt mà là mình chua dịu. Cái cây me đây là mình trồng cũng lâu rồi, cái gốc nó cũng già, mình trồng trong cái chậu chậu sành nhỏ. Hai cây, cây bên này nữa, một chậu bên đây và một chậu bên đây nữa. Để sát nhau. Buổi sáng nó nở như thế này, tới buổi chiều là bắt đầu là lá khép lại. Mình trồng cái cây me này cũng lâu rồi, chắc cũng khoảng chừng 4-5 năm rồi đó, chứ không ít đâu. Tại vì mình nhìn cái gốc nó là mình trồng, là sau đó mình cứ tỉa, tỉa rồi cuối cùng là nó còn gốc nhỏ như thế này và nó ra cành nhỏ đủ chất dinh dưỡng để nuôi cây lớn được, để mình trồng trong chậu á. Đây là những cái nhánh lan, lan nó bò rất là nhiều. Hôm nay chúng mình sẽ hái nè, lan nè, lan muối nè. Ở ngay cái cạnh của cái mướp, mướp hôm nay nó ra trái rồi. Mấy bữa trước là hoa rất là nhiều, bây giờ bắt đầu đậu trái non nè. Mưa xuống thì trái rất là nhiều. Mướp thì nó rất là chịu nước, nhất là những mùa mưa như thế này là trái phát triển rất là nhanh. Đây, có trái non bên này nữa, rất là đẹp. Ngày này buổi sáng nè, nên thành ra hoa nhìn rất là thích luôn. Ở đây là rổ rau nhà mình trồng nè cả nhà. Cái đèn lên cho sáng nha. Thì cái rổ rau đây gồm có đậu bắp tím, lá me cùng với lại rau tần dày lá. Còn tại hồi sáng mình ăn cái món cải nè, cải bẹ xanh á, mà chiều nay thì mình đổi món. Đây mình có thể ăn sống cũng được. Còn phía bên đây là cái rổ rau muống nhà mình trồng luôn. Đây là tất cả các loại từ cải bẹ xanh, rau muống, đậu bắp, me nè, rau tần nè, đều là do nhà mình trồng hết. Bây giờ mình sẽ nấu canh chua. Đậu bắp tím nè, đây mình cắt vừa nhỏ vừa ăn. Đây rau muống thì mình cũng đã cắt khúc rồi. Và đây là rau tần dày lá, mình nêm với canh chua. Vị nó rất là thơm, ngon, phù hợp với lại món canh chua. Mình đổ cái phần lá me vào nha. Lá me mình rửa sạch nè. Mình không cần phải tước lá đâu, để một tí nữa khi mà lá nó ra vị chua và chín á thì nó sẽ tự rụng đi cái cành nè. Đây mình nấu một hồi nè, cái lá me nó lắng xuống như thế này. Bây giờ mình sẽ vớt cái lá me này ra, có cái cặn nè. Sẽ cho vào đây một ít bột nêm và một ít đường cũng như muối. Ở đây là mình nấu canh chua me rất là đơn giản, nên thành ra là mình nấu rất là nhanh với nguyên liệu là rau thôi. Lúc này là mình sẽ nêm lại xem cái khẩu vị nó chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn chưa. Và tiếp theo mình sẽ bỏ cái phần rau vào. Mình bỏ phần rau muống và đậu bắp vào chung luôn. Đây mình nấu với lại lượng nước vừa, khoảng một tô canh cho nó đậm đà. Khi mà nêm thì mình sẽ cho bột nêm, muối và đường mỗi thứ khoảng chừng một muỗng cà phê trước, để khi nào mà gần chín thì mình sẽ tiếp tục mình nêm lại một lần nữa cho vừa khẩu vị của gia đình của mỗi người.
đối với món canh chua này rất là nhanh, dễ nấu mà cũng rất là ngon. Lúc này thì rau muống cũng với lại đậu bắp tím cũng đã chuyển sang màu xanh. Đậu bắp tím là đã chín rồi đó. Mình sẽ rắc cái phần rau từng vị lá vào. Tím này cả nhà. Từ màu tím chuyển qua màu xanh. Mình sẽ tắt bếp. Xong cái món canh chua rất là hấp dẫn. Phía này là mình luộc cái lạp xưởng tươi này cả nhà. Lạp xưởng tươi này mình ăn với cơm. Thì món luộc này rất dễ lắm. Mình rửa sơ cái lạp xưởng rồi sau đó mình sẽ cho vào nước luộc như thế này. Mình luộc đến khi mà nó cạn nước. Còn nếu ngon nữa thì mình có thể luộc bằng nước dừa. Rất là ngon và ngọt. Mình sẽ đậy nắp lại mình luộc. Mình luộc từ nãy giờ cũng gần cạn rồi đó cả nhà. Đây là cái nồi cá dưa hầm kho của nhà mình. Kho nghệ, tiêu, ớt. Cái này là món này dành cho người lớn. Còn lạp xưởng thì dành cho trẻ em. Buổi chiều của nhà mình rất là đơn giản. Đây là bữa cơm chiều của nhà mình. Cá diêu hồng kho. Canh chua, lá me, đậu bắp với lại rau muống. Lạp xưởng tươi mình luộc với lại nước. Bữa cơm hôm nay cũng là món ăn đơn giản. Chúc nhà mình ngày mới thật là vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nha.